Đúng vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu về những lời khuyên thông minh và kinh nghiệm đáng giá từ Benjamin Franklin, một nhà tư tưởng vĩ đại và cũng là một trong những người thành công nhất trong lịch sử. Cùng nhau, chúng ta sẽ đi sâu vào tư duy tài chính của ông và khám phá những bí mật tiền bạc mà đã giúp ông và rất nhiều tỷ phú khác như Warren Buffett và Richard Branson. Vậy thì, hãy cùng tôi xem video đến hết để khám phá những bước tiến vượt bậc trên con đường giàu có. Bạn có biết rằng Benjamin Franklin đã được đưa lên tờ tiền lớn nhất của Hoa Kỳ, không chỉ vì ông đã ký vào tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ mà chủ yếu là nhờ cuốn sách về giàu có và thành công của ông. Bạn có ước mơ kiếm được hàng triệu đô la đến với bạn mà không cần nỗ lực quá nhiều không? Chà, hôm nay giấc mơ của bạn được định sẵn để trở thành sự thật. Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả những bí mật tài chính và thủ thuật tài chính được mô tả bởi Benjamin Franklin. Hãy cẩn thận vì lời khuyên của ông đã giúp ích cho các tỷ phú như Warren Buffett và Richard Branson. Như họ thường nói trong các cuộc phỏng vấn, có thể bạn sẽ là người tiếp theo. Vì vậy, hãy xem video cho đến khi kết thúc. Hơn 250 năm trước, Benjamin Franklin đã kết hợp một số câu châm ngôn về sự giàu có và thành công từ cuốn Paul Richard's Almanac hàng năm mà ông đã viết trong 25 năm dưới bút danh Richard Sander. Kết quả của bài tiểu luận đã được xuất bản thành sách có tên là Con đường dẫn đến sự giàu có. Nó đã được tái bản trong hơn 100 ngôn ngữ. Hiện nay, người ta đối phó với nghèo đói bằng cách không cho phép nó tăng lên. Theo Benjamin Franklin, con đường đến giàu có bao gồm những gì? Và suy nghĩ của ông có thực sự giúp bạn quên đi sự thiếu thốn về tiền bạc mãi mãi không? Bạn có thể tìm hiểu ngay bây giờ. Nếu một người không biết cách tiết kiệm những gì mình đã kiếm được thì anh ta có thể làm việc cả đời và chết đi mà không giữ được dù chỉ một đồng xu nào. Bữa ăn giàu có để lại một di sản nghèo nàn. Nếu bạn muốn giàu có, hãy nghĩ về việc tiết kiệm cũng như việc kiếm tiền. Trong khi những người giàu có tập trung vào việc kiếm tiền, họ thường có ít nhất 3 nguồn thu nhập. Sự giàu có cũng được định nghĩa bằng cách tiết kiệm và đầu tư. Như Ramit Sethi đã viết trong cuốn sách bán chạy nhất của mình, tôi sẽ dạy bạn cách làm giàu, các triệu phú đầu tư trung bình 20 thu nhập của gia đình họ mỗi năm. Sự giàu có của họ không được đo bằng số tiền kiếm được hàng năm mà bằng sự tiết kiệm và đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, nếu bạn muốn làm giàu, bạn có hãy tự trả cho mình trước pay yourself first và bắt đầu thực hiện càng sớm càng tốt, vì khi bạn đầu tư, tiền sẽ bắt đầu làm việc cho bạn. Thuế thực sự rất cao, nhưng chúng tôi có nhiều loại thuế khác nặng hơn nhiều. Với một số người trong chúng ta trả gấp đôi số tiền thuế cho sự biếng nhác, gấp 3 lần cho sự kiêu ngạo và gấp 4 lần cho sự ngu ngốc. Franklin rút ra sự khôn ngoan về sự giàu có này từ một câu chuyện xảy ra với ông khi còn nhỏ. Khi lên 7, ông thích một chiếc còi phát ra âm thanh vui tai, và Benjamin đã không ngần ngại tiêu hết tiền tiết kiệm để mua nó. Ông thậm chí không cố gắng trả giá mà trả số tiền mà cậu bé hàng xóm yêu cầu. Việc mua hàng này đã mang lại cho Franklin niềm vui lớn. Ông không bao giờ rời chiếc còi của mình và huýt sáo không ngừng. Tuy nhiên, những người thân yêu của ông không thấy việc mua bán này là hấp dẫn. Họ giải thích với ông rằng với số tiền đó, ông thể mua cho mình 4 chiếc còi như vậy. Vậy, quản lý tài chính có nhiều liên quan đến tâm lý và tư duy của bạn hơn bạn có thể nghĩ. Người giàu suy nghĩ khác với tầng lớp trung lưu. Ví dụ, họ không sợ sự không chắc chắn. Họ tập trung vào việc kiếm tiền, không hối tiếc về quá khứ và coi tiền là bạn của mình. Như triệu phú Steve Seaborn đã nói, con đường dẫn đến sự giàu có bắt đầu bằng việc thay đổi cách chúng ta nghĩ về việc kiếm tiền. Hãy rõ ràng một lần và mãi mãi, bất cứ ai cũng có thể trở nên giàu có. Nếu bạn muốn nổi bật giữa đám đông, hãy bắt đầu với tư duy của bạn. Hãy ngừng lười biếng, trở nên ít kiêu ngạo hơn và thông minh hơn. Bỏ đi những thứ có giá nhiều cao hơn số tiền mà bạn đang có. Sự lười biếng khiến mọi thứ trở nên khó khăn, và sự siêng năng khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Những người thức dậy muộn làm suốt ngày và hầu như không hoàn thành công việc của họ vào ban đêm, trong khi sự lười biếng len lỏi rất chậm đến nỗi nghèo đói sẽ sớm bắt kịp nó. Ai đi ngủ sớm và dậy sớm luôn khỏe mạnh, giàu có và thông minh. Thành công cũng không đến với Franklin trong một sớm một chiều. Ông đã mất một thập kỷ để đi từ một kẻ lang thang và học việc tại nhiều cửa hàng in ở London, nơi ông làm những công việc bẩn thỉu cho các ông chủ,
để mở cửa hàng của riêng mình và biến nó thành một công việc kinh doanh có lãi. Vào thời điểm này, con đường dẫn đến sự giàu có được lát bằng sự chăm chỉ, quyết tâm và sự khôn ngoan về tài chính. Ông sống một cuộc sống hà khắc và làm việc nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào của mình. Benjamin thậm chí coi công việc của mình như là một doanh nhân. Càng làm việc lâu, ông càng có thể học hỏi nhiều hơn. Sự siêng năng như vậy đã đảm bảo sự thăng tiến trong sự nghiệp và do đó tăng thu nhập cho ông. Những người giàu có và thành công dành nhiều thời gian hơn cho công việc và họ thích điều đó. Sau khi nghiên cứu cuộc sống của 177 triệu phú trong 5 năm, Thomas Colley phát hiện ra rằng 86% người giàu làm việc trung bình 50 giờ một tuần hoặc thậm chí nhiều hơn. Chỉ 6% những người được khảo sát cảm thấy không hài lòng về khối lượng công việc. Hầu hết những người giàu sử dụng thêm thời gian trước khi mặt trời mọc. Khoảng 50% triệu phú trong nghiên cứu của Colley kiếm tiền bằng chính sức lao động của họ đã thức dậy trước 3 giờ khi công việc bắt đầu. Bạn có thể nghĩ rằng thỉnh thoảng uống một chút trà hoặc rượu mạnh, thức ăn đắt tiền hơn, quần áo đẹp hơn và một chút giải trí không tạo ra nhiều khác biệt cho ví tiền của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, tiết kiệm nhỏ tạo ra vốn lớn. Cẩn thận với những chi phí nhỏ. Một rò rỉ nhỏ có thể đánh chìm một con tàu lớn. Những chi tiêu nhỏ, dường như không đáng kể, có cách của chúng để tích lũy. Xã hội hiện đại được thiết kế để giúp chúng ta mất tương lai của mình, ông thể tránh khỏi điều này. Tiền dễ tiêu, và đặc biệt dễ lãng phí vào những thứ nhỏ nhặt. Vấn đề là khoản chi tiêu nhỏ này cộng lại, và trước khi bạn biết điều đó, bạn đã nợ chính mình hàng triệu đô la. Nhà tư vấn tài chính David Bach viết trong cuốn sách Smart Cooper Get Rich rằng ông khuyên bạn nên viết ra tất cả các khoản chi tiêu trong ít nhất một tuần để xác định xem bạn có thể cắt giảm ở đâu. Sau đó, hãy chuyển số tiền bạn tiết kiệm từ những khoản chi tiêu hàng ngày không cần thiết đó vào một tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư, và sau một thời gian, nó sẽ trở thành một số tiền khá đáng kể. Bach giải thích lý do khái niệm đơn giản này lại quan trọng đến vậy. Nếu bạn khiến bản thân tin rằng bạn có thể kiếm thêm 100 đô la mỗi ngày để gửi vào tài khoản tiết kiệm, bạn có thể tận dụng một khái niệm gọi là phép màu của lãi kép, Bach giải thích. Siêng năng là mẹ của may mắn. Franklin viết, nếu bạn muốn giàu có, bạn cần có may mắn. Tin tốt là mọi người đều có thể tự mình thành công và đó chính xác là những gì người giàu làm. Để may mắn đến với cuộc sống của bạn, hãy làm quen với sự kiên trì, đặc biệt là khi đối mặt với khó khăn và thất bại. Sự kiên trì khiến bạn không thể ngăn cản bởi lý do gì. Chính phẩm chất này cho phép bạn tìm hiểu những gì không hiệu quả và thử nghiệm liên tục cho đến khi bạn tìm thấy những gì hiệu quả. Như lẽ ra, sự kiên trì là yếu tố góp phần lớn nhất tạo nên vận may của chính bạn. Những người may mắn là những người kiên trì, Benjamin viết. Mong muốn làm giàu không làm cho bạn trở nên giàu có, nó chỉ đơn thuần là sức mạnh được sử dụng để đạt được sự giàu có. Những sự thật mà Benjamin Franklin đã mô tả ngày nay tạo thành công thức hoàn hảo để đạt được sự giàu có. Vâng, cần phải nỗ lực, nhưng nếu bạn thực sự muốn sở hữu hàng triệu đô la, mong muốn của bạn là nguồn sức mạnh chính giúp bạn vượt qua mọi trở ngại trên con đường của mình. Bên cạnh đó, người ta đã chứng minh rằng tất cả những thành tựu của chúng ta đều nằm ở sự vượt qua mọi trở ngại. Trở ngại càng khó, càng ngọt ngào với niềm vui chiến thắng khi vượt qua chính mình. Sự lười biếng, khuyết điểm, thế giới quan và thái độ. Điều này có nghĩa là chúng ta đã trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn. Tức là chúng ta đã nâng tầm giá trị của chính ta. Chúng ta vượt qua chính mình, và cứ thế theo thời gian, chúng ta có được cốt lõi cần thiết. Nó cho phép chúng ta tự tin hơn và có khả năng quản lý tổ chức bản thân một cách rõ ràng. Với những kỹ năng này, bạn sẽ hoàn thành được nhiều việc hơn trong một tuần so với trong một năm nếu không có chúng. Chúc mừng bạn đã xem hết video này. Benjamin Franklin đã chia sẻ với chúng ta một bí quyết quan trọng để biến 100 đô la thành 100,000 đô la. Đó là tư duy tài chính thông minh, sự kiên nhẫn và sự quyết tâm không ngừng nghỉ. Đừng bỏ qua cơ hội để áp dụng những bài học này vào cuộc sống của bạn. Hãy bắt đầu từ việc ghi lại chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư thông minh. Hãy trở thành chủ của tương lai tài chính của bạn và biến những ước mơ thành hiện thực. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi hôm nay. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo.